Hello, xin chào các bạn. Với gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình về hướng dẫn làm YouTube. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để cài một cái phần mềm quay màn hình máy tính cũng như là webcam. Các bạn thấy là mình đang sử dụng một phần mềm để vừa quay màn hình máy tính và quay webcam mình đang truyền đạt cho các bạn cái ở video này. Đó là phần mềm Abo WordPress ở đây các bạn nhé. Phần mềm này thì nó có rất nhiều cái hay mà các bạn sử dụng làm về YouTube đó thì cũng nên sử dụng cả phần mềm này. Phần mềm này thì nó có nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là giao diện là dễ sử dụng. Đây các bạn, mình đang mở cái giao diện điều chỉnh của nó lên. Thế các bạn thấy là ở đây thì mình vừa quay màn hình vừa thu âm qua một cái thiết bị đó là micro cài áo ở đây các bạn nhé, micro cài áo ở đây và webcam. Thì chức năng của phần mềm này thì rất là dễ sử dụng và ưu điểm đó là quay không giới hạn, là không giới hạn thời gian, có nghĩa là các bạn có thể quay rất nhiều thời gian nhưng mà nó không thể giới hạn là bao nhiêu phút. Và cái tiếp theo đó là cái giao diện của nó sử dụng đơn về cái giao diện đó là đơn giản nhưng mà cái chức năng của nó thì cũng khá là tốt. Các bạn thấy ở trên kênh YouTube của mình mời các bạn xem. Ở trên kênh YouTube của mình thì hiện tại mình sử dụng quay cái phần mềm Adobe WordPress này thì rất là nhiều cái video. Đây bạn, kênh của mình đó nha. Đây là những cái video mà mình đã sử dụng cái phần mềm Adobe WordPress này để quay rất là nhiều cái video ở trong kênh của mình. Và cái chất lượng Full HD của cái phần mềm này thì quá tốt để sử dụng cho việc làm YouTube. Đây quan có những cái thường thì mình quay tầm khoảng 15 đến 20 phút nhưng mà cũng có một số cái video thì mình quay gần 1 tiếng rồi các bạn nhé. Ở đây 30 phút các bạn này, video này làm intro thì quay 30 phút. Còn cái làm thùng bên ai cũng quay bằng Abo và test có thời lượng là 40 phút. Các bạn có thể quay một vài tiếng vẫn ok, không có vấn gì, có vấn đề gì cả các bạn. Rồi mình chuyển qua cái mục chính của video này, đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần mềm Abo và test này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải nó ở trên là cái kênh ở trên cái địa chỉ ở trên cả địa chỉ Google Drive của mình nhé. Trong phần mô tả của video mình sẽ mở cả phần mềm này lên cho các bạn xem. Đây mình lưu nó ở phần mềm đây. Ở đây các bạn nhé, mua quẹt đây. Bộ về trái tên nó có phiên bản 2021 bản Úc. Bản Úc này thì hiện tại chưa có cái file phải rác hay tức là mình sử dụng tiếng lóng các bạn nhé, phải gọi là toát thuộc để mà sử dụng phần mềm này. Nhưng mà cái phiên bản 2020 này thì đã có cái toát thuộc rồi, mình bỏ vào trong này luôn. Còn này mình sẽ đổi thành là phải phải dẹp các bạn nhé.
mình muốn ngọt và thuốc các bạn chắc cũng hiểu đó. Thì mình sẽ nén cái file này lại, mình sẽ nén cái file abo của test này lại các bạn, và tải lên ở trên là ở trên mô tả của kênh YouTube của mình nha, phần mô tả của video. Mình sẽ xóa cái ở đây mình ở đây thì còn nén rồi, còn nén rồi các bạn nhá, nên cho mình không cần phải nén lại nữa rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm này. Nội dung của video này là hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm. Thế để cài đặt cái phần mềm này á, các bạn sẽ tải nó ở trên địa chỉ drive của mình. Thì sau đó là các bạn vào vào cái gì, sau đó các bạn lát bấm chuột phải, các bạn sẽ vào hay tắt kia nó đây, có nghĩa là giải nén các bạn nhá. Mình sẽ đổi tên cái này thành iPhone 20 các bạn. Mình hướng dẫn các bạn là cái này, các bạn bấm vào chuột phải và vào phần phần attack here, tức là giải nén nó ở đây. Ở đây thì nó có cái bật guộc này, thì cái phần mềm này thì mình tải ở trên bật guộc, thì bạn các bạn bấm 1 2 3 4 5 nhá. Các bạn tích vào đây thì nó sẽ hiện cái đấy, cái mật khẩu của nó đấy, 1 2 3 4 5 đó các bạn nhá, và bấm ok đó. Thì phần mềm đã giải nén, để cho để mình cái bảo vệ bắt buộc này thì sợ bị phải bị khóa lại các bạn nhé, phải bị bảo vệ cái file, các bạn hiểu như vậy là ok rồi. Ở đây thì sau khi giải nén thì nó nằm ở đây các bạn tích vào và bấm tích đục cái chuột vào đây. Đấy. Thì sau đó đây nó hiện lên một cái bảng như thế này. Các bạn chọn cái tiếng tức là cái ngôn ngữ sử dụng. Ở đây thì không có tiếng Việt cho nên các bạn chọn tiếng Anh cho nó dễ sử dụng. Rồi, các bạn bấm ok nhá. Bấm ok ở đây. Đấy. Thì phần này thì nó hỏi các bạn có cài đặt hay không. Nếu không thì bấm cancel là bỏ qua. Và nếu cài đặt thì bấm next. Các bạn nhá. Net. Rồi. Tiếp đến cái phần này thì các bạn tích ở dưới này thì không cài được nha. Các bạn tích tích ở phía trên, tức là giữ nguyên nó. I accept the readme. Tức là tôi đồng ý về những cái chính sách của sử dụng phần mềm. Và bấm là net. Rồi, đến phần này thì các bạn có thể là khởi động phần mềm. Tức là khi nếu các bạn muốn khi mà khởi động Win lên á, thì nó khởi động cùng cái phần mềm Win luôn. Thì các bạn giữ nguyên cái chức năng này và bấm tiếp tục là Next. Đấy, cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng đó là bước Intro, tức là bắt đầu cài đặt. Hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm này, mình đã cài đặt cho các bạn nha. Và tức là mình quay như thế này là không có logo, các bạn hiểu là mình đã có cái tác thuộc ở trong file đó rồi các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết. Rồi các bạn bấm install nè. Rồi thì ở đây thì phần mềm nó bảo là mình đang sử dụng. Đấy, các bạn bấm intro sau thì tiếp cái phần cài đặt xong ạ, thì mình bỏ qua cái bước này các bạn nhé, bấm intro tức là nó cài đặt. Nó mất khoảng phần mềm này nó nhẹ nên nó mất khoảng thời gian thì khoảng 15 giây là nó cài xong. Sau khi cài xong ạ thì nó có một cái biểu tượng logo như thế này. Đấy. Và các bạn bấm
khởi động, khởi động lên thì nó có một cái chữ ở đây là nó có một cái chữ VIP, còn nó có một cái chữ VIP các bạn nhá. Các bạn lúc này thì mình đã hướng đến cái phần này, các bạn bấm Next đúng không nào? Và bấm Intro thì nó sẽ tự động cài đặt vào Odyssey. Vậy thì các bạn có thể có không cài đặt vào Odyssey được không? Vẫn ok, các bạn chọn ổ đĩa nào cũng được nha. Rồi kế tiếp thì ở đây là sau khi cài đặt xong, các bạn bấm vào cái phần là Finish, là phần kết thúc. Thì trong lần mà mở phần mềm lên, các bạn sẽ thấy là cái có cái chữ là Get VIP này. Get VIP này thì tức là các bạn nó đang đang còn là có logo các bạn nhá. Cái chữ Get VIP đó tức là cái phần đang còn có logo các bạn. Đấy, sau khi các bạn cài đặt và khởi động lần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là một cái chữ là màu vàng này có cái tên là Get VIP. Thì để mà sử dụng không có logo, các bạn phải loại bỏ cái dòng màu vàng này. Thì cái cách mà loại bỏ cái dòng màu vàng này thì nó khá là đơn giản. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cái cách để mà loại bỏ cái chữ màu vàng này nhá. Mình sẽ vào lại cái file red của nó. Thì ở đây nó có một cái file đuôi abo.webshop.comunity và .dll. Thì cái file này gọi là cái file red và cũng gọi là toa thuốc của cái phần mềm này. Các bạn bấm chuột phải vào cho mình nha và copy. Sau khi khởi động phần mềm lên thì các bạn tắt phần mềm đi nha và copy. Rồi cái bước kế tiếp mà để sử dụng phần mềm nó không có cái logo á, các bạn phải kế tiếp đó là các bạn phải tắt cái phần mềm diệt virus có trên máy tính của các bạn. Và để mà an toàn hơn nữa thì các bạn rút luôn cái kết nối internet hoặc là tắt kết nối internet. Thì để mà tắt cái phần mềm diệt virus, các bạn vào control panel ở phần tìm kiếm ở đây các bạn nhé. Đây mình phóng to lên cho nó dễ. Các bạn vào Windows Defender ở đây. Chú ý. Rồi các bạn vào tiếp cái phần turn Windows Defender và chọn cái turn up ở phía trên và turn up ở phía dưới. Dưới này có ok các bạn này. Đây có cái phần ok và bạn bấm ok chọn nó. Thì lúc này phần mềm Defender Windows Defender đã tắt thành công. Các bạn thấy nó nằm ở đây. Đây các bạn nhé. Thì đây là các bạn thấy nó là turn up rồi. Đấy. Rồi sau khi đã tắt được cái phần mềm Windows Defender thì kế tiếp các bạn làm tiếp cái phần này cho mình luôn, tắt luôn wifi luôn các bạn nha. Wifi thì nằm ở đây internet và bấm vào đây thì hiện tại nó đang là chữ up, tức là mình đang tắt wifi luôn này, kết nối internet rồi. Phần này thì cái bước này là bước quan trọng, các bạn chú ý theo dõi nha. Mình không nói một số từ lỏng để các bạn hiểu rồi nha. Rồi các bạn chọn vào phần mềm và bấm chuột phải, xuất hiện một cái hộp thoại như thế này, màu trắng như thế này. Các bạn chọn vào Open Location Location nha, Open File Location tức là mở cái file cài đặt của nó. Các bạn bấm vào đây. Đó, thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến một cái file cài đặt và nó mặc định là cài đặt ở trong Odyssey. Việc kế tiếp là các bạn chỉ cần
bật cái file lúc nãy mình copy. Cái này thì nằm ở trong ở đây các bạn, abo webshop.community.dll, các bạn copy nha. Rồi. Các bạn vào cái file lúc nãy mình mở lên. Open file location. Và bật nó vào đây. Đây các bạn, khi nó mở lên cái hộp thoại như thế này, các bạn bấm vào replace the file in the destination. Tức là sử dụng cái quyền admin để mà đăng nhập. Và các bạn bấm vào đây. Và bấm tiếp một cái đó là continue. Rồi, ok các bạn nha. Do mình đã cài đặt cho nên nó hiện cái bảng này, các bạn cái mới thì nó không hiện cái bảng này. À, mình tắt cái này hộp thoại này đi. Rồi. Và các bạn để nguyên cái bảng cái location này nha, mình thu nhỏ lại để mà cho dễ thao tác. Bước này là bước quan trọng nhất. Và quan trọng nhất của sử dụng phần mềm lâu dài các bạn. Nếu mà các bạn ở trên mạng thì các bạn thấy nó người ta hướng dẫn là không có cái bước cuối cùng của mình. Thì các bạn dùng một thời gian thì nó cũng sẽ nổi lên cái logo và các bạn sẽ không sử dụng hết chức năng của nó đâu nha. Rồi, tiếp tiếp cái phần này là phần quan trọng nhất. Hướng dẫn cho mặt các bạn thì phải hướng dẫn cho nó đầy đủ và sử dụng phần mềm ok luôn các bạn nhé. Không phải hướng dẫn nhớ vơi là các bạn sử dụng phần mềm không được lại tách cái người hướng dẫn. Kế tiếp là các bạn vào cái phần kể từ đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần quan trọng nhất của sử dụng phần mềm này, đó là sử dụng một cái phần mềm để chặn đầu chặn đuôi của nó, để kết nối với internet đấy. Chỉ cần phần mềm này kết nối internet thì các bạn sử dụng không được đâu nha, không sẽ luôn luôn có logo xuất hiện. Bởi vì cái phiên bản 2021 thì nó sẽ cái đuôi đó nó sẽ tìm ra và nó sẽ quét cho bạn. Mình lưu ở cái phần mềm này ở trong ổ đĩa F, trong phần mềm, và nó có tên gọi là Freeway App Blocker. Phần mềm này có chức năng chặn đầu chặn đuôi các bạn, kết nối internet nha. Khi các bạn download phần mềm này thì mình cũng tải lên ở trong phần mô tả luôn các bạn nha. Cũng cho các bạn cái file này luôn. Các bạn bấm vào tại cái giải nén này, các bạn bấm giải nén thì giống lúc này thôi, chắc kia ở đây. Và sau khi đã giải nén thì nó nằm ở đây các bạn. Free app block. Ok. Các bạn click vào. Đây, thì ở đây thì nó có cái file này là file cài đặt. Ban đầu các bạn phải bấm vào cái chấm EGA này. Thì sau khi đã cài đặt thì các bạn bấm tiếp là cái phép cài đặt thì nó nhanh thôi, các bạn bấm vào thì nó cài đặt nhanh thôi các bạn nhé. Và ở đây mình dùng 64 bit thì mình bấm là 64. Đấy, thì phần mềm nó tự động hiện lên ở đây. Rồi mình tắt cái này đi. Mở cái hộp thoại location, open file location của cái Abogadret. Rồi các bạn thấy là mình có hai cái hộp thoại ở trên màn hình. Đấy là cái bước quan trọng các bạn thì cái phần này của mình nha. Rồi các bạn bấm chuột trái ở đây. Đây các bạn thấy là Abogadret đuôi chấm đuôi SE, các bạn kéo dễ chuột quá và thả vào nó ở đây. Đó. Thì đây là cái luồng truy cập vào. Kế tiếp các bạn bấm vào cái hộp thoại luồng truy cập ra nằm ở thế giới này. Và cùng giống lúc nãy các bạn cũng kéo chuột và dễ abo cái đẹp vào đây và thả nó ở đây. Rồi các bạn kế tiếp là như vậy là đã xong. Và bấm vào tiếp, nhấn vào thoát và tắt. Lúc này các bạn mở phần mềm lên và sử dụng ok luôn các bạn nha. Sử dụng phần diện luôn, không có chữ gạch vịt giống như mình đã sử dụng ở đây, thì nó sẽ mất cái chữ gạch vịt và các bạn sử dụng là không có logo.
Rồi ok các bạn, như vậy là video về hướng dẫn làm cài đặt phần mềm Abo của Red, các cái bước để mà cài đặt phần mềm thành công cũng như sử dụng phần mềm vĩnh viễn. Hy vọng phần mềm này giúp ích được cho các bạn trong việc là cài đặt phần mềm chuyên về quay màn hình, cái độ phân giải rất là tốt và quay vô thời gian thì vô đổi thôi. Rồi, các bạn thích video của mình thì ủng hộ mình bằng cách like, subscribe, đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.